tham gia hành trình này đúng không ạ? May quá tìm thấy rồi. Có hai chị em mình thôi à? Dạ vâng, hình như là nhờ? Còn hai nam thần nữa. Nam thần. Đâu? Nam thần nào xuất hiện ta? Là dài không? Cũng đi thế này. À, thế là đi cái này thì mình. Anh ơi, anh là nam thần à? Đó, đây nam thần mà. Thế anh chỉ biết là đây anh phải đi tìm cái này này. Đúng rồi, em cũng đang mọi đi người rồi. Đúng không? Dạ. Đây em có. Thế là mọi người đi chung một chuyến. Dạ. À. Đi chung rồi. Rồi sao? Bây giờ làm gì? Xin chào mừng các bạn đến với hành trình trải nghiệm du lịch Hàn Quốc xinh đẹp với chủ đề Korea khác lạ sang. Vâng, chuyến đi Hàn Quốc lần này sẽ vô cùng đặc biệt, vừa mới mẻ, vừa sang trọng và vô cùng đẳng cấp. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị tại Hàn Quốc, khác hẳn với những gì các bạn nghĩ về Hàn Quốc trước đó. Và bây giờ tôi xin phổ biến luật chơi như sau. Mỗi ngày các bạn sẽ có một thử thách. Và thử thách của các bạn sẽ lựa chọn cho các bạn người đồng hành, cũng như là chuyến đi dành riêng cho mình. Đội thắng sẽ được du lịch sang chảnh, chúng tôi sẽ lo cho các bạn từ A đến Z với những trải nghiệm vô cùng đẳng cấp và sang trọng. Đội thua sẽ được đi du lịch ba lô với số tiền chỉ với 50.000 won trong ngày. Và bây giờ ở trước mặt các bạn có phiếu bốc thăm. Các bạn sẽ bốc thăm để lựa chọn cho mình ngay chuyến đi. Chúc các bạn may mắn. Đi luôn á? Đi luôn rồi. Em bốc chơi đi. Vâng luôn. Kính hai người già. Còn bốc ra xong mình bốc. Số 1. Số 2. Số 4. Số 1 sẽ đi với số 2. Số 3 sẽ đi với số 4. Số 1 và 2 là tour du lịch sang chảnh. Số 3, số 4 là tour du lịch ba lô. Anh đổi cho em vé gì được không? Không được. Đây là quy định của chương trình rồi. Thì em chỉ cần đi. Tức là bây giờ bay. Thôi rồi, thôi bây giờ cho hỏi. Ở đây ai đẹp trai nhất? Anh Trung. Đổi luôn. Trung sang team ba lô. Đẹp trai nhất. Trung không, không, không đẹp trai nhất. Ơ anh đổi thật à? Đổi thật à? Đổi thật à? Anh không hiểu tại sao anh phải đổi. Tiền mình đồng ý dễ dàng quá. Anh nghĩ là lúc đấy là đổi vui thế, xong rồi tất cả sẽ được kiểu ghi hình ban đầu thôi, không tất cả đều vào cái phòng đấy chờ bây giờ coi coi. Lâu thế. Có nước anh có nước không? Em không có. Có mang tiền lẻ này không? À có, em có. Thì một nước. Thì. Cái gì đây? Thương gian của gì đây? Hai anh em ngồi dưới kia nói chuyện với nhau không có nước cơ. Không sướng lắm đâu. Không sướng lắm đâu. Em nằm đây mà em phải cố gắng. À thế thôi chị đi ra để bọn em ngồi đây. Sướng thế. Chung rồi chắc là hậm hực lắm. Nếu mà lần sau em có bốc thăm trúng thưởng hoặc là chơi game thắng mà được vào business á thì em sẽ đổi cho anh Chung. Em đi cái hạng này lần thứ mấy rồi? Rất nhiều lần. Bao nhiêu lần? Tại sao em đi nhiều lần rồi mà em không nhường cho người khác? Thôi xong người ta bảo mình không ga lăng. Này kheo có đồ ăn ở trên này ngon thì mang xuống nhá. Nhá, nhá. Ờ, có tin nhắn này. Wi-Fi tự kết nối luôn, có tin nhắn của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. KTO. Đây. Chào mừng các bạn đến với Hàn Quốc. Chuyến bay của các bạn thế nào? Quá tuyệt vời. À đúng rồi. Chuyến bay đầy tiếc nuối. Bây giờ các bạn hãy theo hướng dẫn của KTO tới tập kết tại nhà ga Ak Yung Yeon nhé. Ồ thế thôi, đi thôi. Let's go.
Có. Chào mừng các bạn đã đến với Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào cuộc hành trình. Sang chảnh sẽ vẫn là Hoàng Minzy và Ngọc Anh đúng không? Chỉ đổi cái này thôi, không đổi cái này đâu. Vậy là Trung Rồi sẽ quay trở lại team Sang Chảnh và Hoàng Minzy sẽ quay lại team Ba Lô. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, tôi có một món quà từ KTO gửi tặng. Và bây giờ cuộc hành trình bắt đầu. Cái này có mở được ra không? Không biết đội kia sẽ đi đâu thôi, còn đội mình chắc sẽ được vào khách sạn chị nào. Nhưng mà bọn mình đi bằng cái này à? Giờ đây là bản đồ này, em có biết xem bản đồ không? Chị là không ở đấy. Hông te. Hông te là đâu? Hông te là đâu? Chú ơi, hông te ở đâu chú? Hông te. Camera, hông te, waste. Không đây. Đây này, đây là station này. Chị vừa nhắn tin. Ê, bản đồ khó quá trời. Nhắn tin gì ạ? À? À, để chị phải mở cái app. Bản đồ coi không. Trời, em bình tĩnh em ơi, vì mình còn đồng hành cùng nhau suốt chặng đường ấy. Mở app để dân lắm thức ăn lắm nha. Có map này. Rồi chỉ đường ở đâu? Ở đây này, chỗ mình đang đứng này. Đây phải không? Location của mình đang ở đâu? Áp cu Jeong. Yes. Police hả? Police. Mình đến đâu nhỉ? Hongdae. Jeong Nam Dong. Rồi. Dong. Rồi mình đi bằng gì? Đấy. Mình đi bằng gì? Tàu điện, thẻ đâu? Ê, chưa được nạp tiền. 5.000 là bao nhiêu tiền? 50.000 ăn won. 50.000 won là 1 triệu mấy? Đây nào. Nạp nhà. Nghìn thôi mà, đây giật 50.000. Bây giờ làm bước đầu tiên là làm gì? Chắc để hướng dẫn đi. 20 đi. Đấy, nhớ từng bước một đấy. Chúc mừng bạn đến với chuyến đi sang chảnh. Sau khi bạn được lên luxury car của chúng tôi, chuyến du lịch chủ đề beauty and fashion sang trọng bậc nhất Hàn Quốc sẽ bắt đầu. Vì chủ đề hôm nay là đẹp, các bạn sẽ có thể đến một địa điểm làm đẹp khá nổi tiếng gần đây. Đó là một nơi làm đẹp sang trọng và đẳng cấp ở Seoul. Hàn Quốc, nơi có vô vàn cái đẹp được tôn vinh. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một cửa hiệu trang điểm tạo mẫu tóc sang trọng và đẳng cấp. Trong số đó, Beauty 101 là nơi được nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lựa chọn và lui tới thường xuyên. Mỗi tầng mình ra được. Ôi, lợi em, tầng 3. Ừ, nhưng mà nhìn mặt giống không? Nhìn giống không? Cái gì vậy trời? Trước mặt các bạn là một chiếc vòng xoay. Đây. Đây. À đây. Trên đó có các hình ảnh về các phong cách thời trang rất đa dạng, từ đẹp lộng lẫy đến đẹp lạ. Nhiệm vụ của các bạn là quay chiếc vòng xoay dừng ở đâu. Ngọc Anh phải cắt kiểu tóc đúng với hình ảnh ở trên đó. Không. Bây giờ ai xoay đây? Em xoay tránh cái hình người ra này. Không là em cắt cái hình này nhìn kinh lắm. Ơ sao mà em cắt được? Thôi để Trung tự quay đi. Thôi để em quay. Trông Từ. Vào đầu của ông đen đen kia thì chết luôn. Mai mang đầu trọc ra đường. Chưa nhìn rõ. Nào đừng có thổi. Dừng đi, hãy dừng đi. Thôi quá sang đầu này nữa thì tai nạn.
Kiểu này thì dễ cắt quá rồi. Đây làm kiểu này đi, làm kiểu này đi. Mình chọn luôn đi, không phải quay đâu. Có một khoảng trống cho lông mày luôn. Lần này là lần này đến giờ chung quay nhá. Tại vì lần trước là Ngọc Anh quay rồi. Dừng. Rồi Bích. Ok. Opa. Anh ơi làm thêm kiểu này. Rồi đi. Đừng có cắt kiểu này nhé. Phải nó thành mặt này và tóc này. Mặt này và tóc này. Không biết là cắt xong có đẹp trai không mà cắt xong mà thành mặt này ghép với tóc này thì chết luôn. Chị này nhìn giống chị Kim Oanh. Chắc chị không hiểu em nói gì đâu đúng không? Chị chỉ cười thôi đúng không? Đấy, trên tay mà. Chị có thấy chương trình này nguy hiểm không? Bắt đầu thấy chương trình này gớm gớm rồi. Lúc ấy mà vì em mà quay phải kiểu đầu này thì xong luôn. Không. Ôi, em thẳng tóc. Chị mà cắt đẹp lần sau, cứ mỗi lần cắt tóc em sẽ bay sang Hàn Quốc. Em đang bị buồn vệ sinh, không biết nói thế nào với cả chị. Đang bị buồn vệ sinh mà không biết phải nói thế nào với chị này. Mất lục mi rồi, cháy nắng. Anh thấy chưa, em đang trở nên dần xinh đẹp rồi. Hòa Minzy ơi, Yun Trần ơi. Bây giờ trời đang rất nắng và Trúc Duồi và Ngọc Anh đang ở trong điều hòa và đang được làm đẹp. Chúc các bạn có một chuyến đi bụi đầy mặt. Bụi đầy mặt. Đây, làm cái này nhá. Cái gì hit my trí tuệ của anh ấy đúng không? Can you violet my hair? Color violet my hair. Thảm họa. Mình cũng thích màu tím. Ok. Nào. Tránh ạ, đây là Gojun Bio. Hãy ai cho cho nên Gojun Bio cái gì nữa nhỉ? Đẹp không? Đẹp không? Em đẹp không? Đâu phải đẹp thật. Đẹp không? Đẹp. Trông đáng yêu không? Với cả cái môi người ta làm cũng đẹp nữa. Hàn Quốc có rất nhiều trung tâm mua sắm và nhiều đồ thời trang cho các phong cách đang thịnh hành. Bạn có thể đến khu phố Shinsa-dong. Shinsa-dong ạ. Trải qua một chuyến hành trình dài ơi là dài thì chúng ta đã đến Hongdae rồi. Chị cảm thấy du lịch ba lô như chị em mình cũng rất là dễ dàng. Đây nào, nạp nhà, nghìn thôi mà, đây tận 50.000. Bây giờ làm bước đầu tiên là làm gì? Với cả thú vị bởi vì là có những cái phương tiện giao thông thuận lợi. Ở đây chị còn cảm thấy là một cái khu phố rất là trẻ. Hai bên này có rất là nhiều đồ rồi quần áo rồi mỹ phẩm này. Nhiều hãng mà ở Việt Nam mình nổi tiếng lắm luôn. Phở kìa. Kiểu thiết kế của nó đẹp ha. Con đường này á rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và đặc biệt là các nam thanh nữ cũ thường tới đây hẹn hò. Thế nào là quanh đây là có tận 4 trường đại học. 4 trường đại học. À, hẳn là nhiều sinh viên đúng. Một nơi nghỉ chân khá là lý tưởng. Ở đây cảm giác rất là thoải mái. Nghe tiếng bé kêu. Lá cây nó sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. Nói chung là vàng đỏ gì đó là cảm giác rất là lãng mạn. Chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt chờ đón bạn tại nơi mà khách du lịch lần đầu đến Hàn Quốc đều ghé thăm. Gợi ý là tên nơi này gồm 3 từ và bạn có thể tìm kiếm thông tin qua app hoặc là hỏi thăm từ khách du lịch người dân địa phương. 3 từ kìa, em đoán đi. Rồi để em xem trên cái bảng biển báo cửa hàng xem có ghi không. Trời. Đây là một địa chỉ mà tất cả những khách du lịch sẽ phải ghé đến khi mà đến Hàn Quốc. Cái này đâu ạ? Yongbuk.
Bốc cung. Chuẩn luôn, cung điện như Hoàng Bốc Cung. Đi, chị dẫn em đi. Ngay cả du lịch bụi cũng trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ hệ thống giao thông công cộng của Hàn Quốc. Đây, em có biết này đâu không? Đây là một trong 5 cung lớn nhất tại Hàn Quốc luôn á. Đây chính là địa điểm mà chị em mình đang cần tìm kiếm ở trong thử thách của chương trình đưa ra. Nhưng mà phải đi mua vé trước, phải đi mua vé. Ở đây có ai là người Việt Nam không ạ? Ở đây có ai là người Việt Nam không ạ? Ui mà vào đây to đùng luôn, mình đi từ khắp nơi. Thank you, Kamsahamnida. Ui, hanbok kìa, muốn mặc giống chị hanbok này à. Em dẫn chị đi thê đi. Gyeongbokgung cùng Palace là một trong 5 cung điện lớn ở Hàn Quốc. Ở đây thường xuyên có lính gác là đội cảnh vệ hoàng gia đứng vòng trong, vòng ngoài khoảng hơn chục người. Người đi đầu là tướng chấn giữ cung điện. Nhưng mà đẹp quá trời luôn, em thấy kiến trúc không? Kiến trúc thiết kế rất là độc đáo đối em. Ở đây những màu chủ đạo là những màu gì? Thứ nhất là có màu xanh này, màu xanh, màu đỏ. Nhưng mà không phải chỉ có hai màu đó đâu, nó còn thêm nhiều màu chủ đạo khác nữa. Có màu trắng này, màu đen nữa, màu vàng. Mà chân thôi đi nốt nha. Nhanh lên. Đâu? Đến chỗ mà chị bảo em đưa chị đi mặc hanbok á, đồ công chúa. Thôi đi học kế tử. Ok, đi. Kế tử. Annyeonghaseyo. Chào muốn thuê một chị. Mi. Cái này đẹp hơn không? Cái này đẹp này. Cái này cũng đẹp, thôi cái này đẹp. Quanh ơi. Cái gì ấy? Đĩa bay à? Hãy tạo dáng chụp hình giống diễn viên. Tạo dáng chụp hình giống diễn viên thôi trong ảnh này với bộ quần áo bạn đang cầm trên tay. Ai chụp ảnh giống hơn sẽ có quyền thay đổi trang phục. Thay đổi trang phục kèm theo một món quà bí mật với bộ quần áo bạn đang cầm trên tay. Cầm trên tay. Hay quá trời ơi. Không, em chỉ cần mặc cái này cùng với cái này đi. Tại vì em chỉ được mặc những cái ở cầm trên tay thôi. Wow. Này là không ổn nhá. Cô anh à, thử thách này thì cũng không phải là của chị. Tuy nhiên thì vì thương em, cho nên là chị cũng đã cố gắng tìm một bộ quần áo mặc đẹp thôi, chị em mình đi thôi nào. Rồi. Xấu hổ. Sao xấu hổ? Trời trời, đây là chị nghĩ là lần này chương trình cho em đi là một trải nghiệm để em có thể tìm được đúng những gì em mong. Gì nữa? Cái thứ hai như nào? Rồi chị sẽ chụp cho em nhá, xong chị gửi lại cho chương trình. 1 2 3. Ra đây chấm đi à? Thôi được rồi. Với sự cố gắng là chị. Được chưa? Giờ chị đồng ý. Hoàng Minh Di đồng ý cho cô anh vượt qua thử thách ạ. Một chiếc máy bay. Trong vòng 15 phút hãy làm stylist cho bạn đồng hành của mình. Mình thích làm trò này, anh Mạnh. Bằng những bộ trang phục lựa chọn ở các shop thời trang trên phố Shinsa-dong, sau đó tập trung lại điểm xuất phát và chụp lại hình ảnh kết quả. Hình ảnh kết quả sẽ được đưa lên fanpage của KTO. Thế thì anh chọn cho em hả? Tin tưởng anh đi, anh nhớ chiều cao rồi. Người có nhiều lượt vote hơn sẽ chiến thắng và nhận được một phần quà vô cùng hấp dẫn.
anh nhớ chọn đẹp cho em nha. Là ví dụ anh chọn cho em chọn cho anh rồi mình đã một lần mình chia quà với Hoàng Minh Di, mình hiểu không? Chia thời gian vốt tính đến 17 giờ ngày hôm nay. Nhưng mà anh yên tâm về cô thời trang của em. Thời trang khỏi phải nói đi. Không thể đo thử xem. Đo cái gì? Không cần phải đo. Thế mình vào mình bảo với họ cái gì? Ủa mà vấn đề là mình đi đâu được bây giờ nhỉ? Mua rộng hơn à? Nhắc tới Gangnam, hẳn ai cũng biết tới vì sự nổi tiếng giàu có và đẳng cấp bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Shinsa-dong, nơi tập trung những thương hiệu thời trang lớn, cũng là nơi những người giàu có Hàn Quốc thường lui tới. Hãy ghé thăm những cửa hàng thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng và các style của các thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Bác là cặp và phụ kiện, giày cặp và phụ kiện. Sau chuyến đi Hàn Quốc này về mình sẽ biết thêm rất nhiều ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn. Sau chuyến đi Hàn Quốc này về anh nên cho em làm teacher English cho anh. Đây là đồ nữ, anh sẽ chọn cho em ở đây, còn em lên tầng trên chọn cho anh. Không nói sai. Giày 39, áo S và quần size 27. Lần này mà anh mà yêu em thì có hai lý do. Một là do em quá đẹp, hai là do con mắt chọn tổ của anh quá tốt. Con mắt yêu. Yêu thảm quá. Người yêu của ta ơi, ta đã thấy đôi chân mỏi rã rời. Mỏi quá ha, từ sáng giờ mình đi shopping này, đi làm đẹp này. Mà cái gì cũng bị dính nhiệm vụ ấy. Yêu đồ đẹp quá à. Ê, anh không biết ở Việt Nam có chỗ nào bán đồ như là ở chỗ khu Shinsa này không nhỉ? Đang nói không cho ăn thì đừng hỏi bất cứ một cái gì cả nhé. Cây tiêu. Bạn có biết ở Việt Nam có địa chỉ nào bán những đồ thời trang như ở Shinsa không? Đây này, bạn có thể truy cập vào fflotte.vn để lựa chọn những đồ thời trang thịnh hành nhất Hàn Quốc. Không quan tâm vì nó không có đồ ăn, em hiểu không? Ê, nhưng mà không biết đội kia nào nhỉ? Mình FaceTime đi. Anh đang gọi FaceTime cho Hòa rồi. Ngồi đây đi. Anh Trung gọi nè. Đâu? Nghe đi. Hello. 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 Em ơi, em muốn đi ăn gì đây? Ăn mì hay là bánh giò? Đi spa. Đang làm gì đây? Đang ở đâu ấy? Đang đâu ấy? Đang đi đâu ấy? Đang đi trên limousine nhưng mà Ngọc Anh gọi đi spa nhưng mà anh không thích. Bên này có được chọn đi spa không? Spa cho nhau. Từ sáng đến giờ đi bộ hả? Anh quay sang chị Ngọc Anh cho em cảm thấy sang lên thật sự đi nào. Chứ anh nhìn mặt anh thảm lắm. Bọn em đang ngồi điều hòa với cả đang đi ăn cà phê. Ngồi điều hòa ngoài trời à? Ngồi điều hòa khí trời á hả? Bọn em thì chỉ được cái mặt thôi, còn không cần nhìn bên dưới đâu. Em đổi cho anh á. Em đổi cho anh cái gì cơ? Sao anh không đổi cho em? Bây giờ đây là ưu đãi của bên nhóm sang chảnh là được quyền lựa chọn đi spa. Nhưng mà anh không thích đi cái đấy nên là em đổi cho anh nhá. Tức là anh là đứa mà sướng quá không chịu được hả? Cổ quen rồi cái gì? Đúng là đại gia chân đất. Thôi thì anh nói thế thì em cũng không biết nói gì hơn. Mai là cảm ơn. Anh đang đâu em phi đẹp. Còn em anh ơi. Không, tại vì anh yêu quý Hòa mà. Ngày đầu tiên anh đã nhường cho em đi ghế hạng thương gia rồi. Bây giờ em có thể cho anh đi bộ cùng John. Anh đi bộ ngoài đường để anh xem có cái gì ăn vặt anh mua không. Anh đói lắm rồi ấy. Nhớ mua cho em nhá, em đói lắm. Không.
Anh không thích spa mà. Bây giờ thật, nếu mà cho ăn no thì đi đâu cũng được, nhưng mà đúng là sướng quá không chịu được ấy. Cho đi ra ngoài đường ăn mì thôi cũng được. Anh sẽ sang đấy ăn mì cùng chú. Em đi bộ tiếp đi em. Jun ơi, anh sẽ sang đấy ăn mì cùng chú. Ở đấy có cái gì ngon? Nhiều lắm, ở đây nhiều đồ ngon đây. Bên cạnh phía bên tay trái của em là có kim chi này, thịt nướng này. Bên tay phải là có ghẹ này, sò này. Nhóm đấy còn đủ tiền ăn không? Nhóm này còn nhiều tiền lắm anh ơi. Còn nhiều tiền à? Ok ok, em sang nhá. Em sang đây đi spa đi nhá. Ok ok. Vâng, đổi đi nhanh nhanh. Ok nhá, ok. Ok, em báo chương trình. Rồi. Cho em đổi tim. Eo ơi, nhớ nhá, đừng có mà quay lại tim sang chảnh nhá. Nói cái dừng luôn á. Sốc nhiệt đấy, sốc nhiệt đấy, sốc nhiệt đấy. Bye bye. Chả sao hết. Không thích đi spa đi nhá. Khi nào, tại vì khi nào Hòa Minzy sang đây thì Trung mới phải đi. Còn bây giờ là chơi cái kiểu phanh gấp này là dọa dẫm nhau, xem mà có dám quyết tâm hay không. Thôi. Bye bye. Chú. Bye bye. Anh ơi. Minzy du lịch hạng sang. Yeah. Em ơi. Chị đây. À, chị được thay đồ rồi. Minzy sẽ đi taxi và sẽ sang luôn đến điểm trải nghiệm mới của tour du lịch sang chảnh. Em thấy ba người là sang chảnh hết rồi, có mỗi mình em bơ vơ suốt ngày đi bộ đau hết chân rồi. Thì bị những thằng cao như thế này là không được. Cô bỏ người làm việc tốt nha. Không sao mọi người ạ. Chỉ đi massage xứng với một cái gì khóc cả. Mình nghĩ có anh Trung rùi được rồi. Anh rùi ơi. Em tưởng đùa. Bây giờ thả ở đây xong rồi không đưa tiền thì biết đi đâu. Anh có tiền không? Không có á. Rõ ràng là cả một đội là chơi mình. Không ai thèm nghe máy luôn. Sorry. Oh, chết rồi. Xe của mình là biển khác cơ, biển 1617 cơ. Đây là 0929. Biết chỗ này rồi, đây là sông Hàn. Vì có cầu. Bây giờ mình sẽ gọi cho KTO. Kiểu gì nhỉ? Chưa cho Hòa sang đây đã đuổi mình xuống rồi thì biết đổi thì sang nhóm đấy kiểu gì? Uầy! Máy bận rồi. Em có địa chỉ khách sạn nhưng mà lại để nốt ở ba lô trên xe rồi. May quá cuối cùng thì cũng có người trả lời mình. KTO. Uầy, nhắn cho một cái chữ tiếng Hàn lên đây thì đi kiểu gì? KTO trả lời rồi. Đây là địa chỉ bằng tiếng Hàn Quốc. Trung hãy cầm theo địa chỉ này để tới đó nhé. Bác có biết không ạ? Mình chỉ cần đi thẳng ở đấy ạ. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn Mita. Gì đây? Mùi thuốc bắc. Đây giống cái phố Hải Thượng Lãn Ông của mình ấy. Ôm cookie lắm. Nếu mọi người thấy Trung Duồi rất đẹp trai và Yun Trần hơi to cao quá mức quy định và xấu trai thì mọi người có thể cho một tràng pháo tay được không ạ? em trộn lên. Anh phụ trách phần dịch tiếng Hàn cho em nhé. Người yêu cài cảm phong. Đài Loan. Đài Loan. Taiwan. I'm from Cầu Giấy. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
sang đây để xin một bữa ăn, cuối cùng sang đây lại phải làm. Mỡ phải không? Phải mỡ không? Dạ bắt đầu luôn ạ. Em giữ đi, anh sẽ cắt những cái mà anh nhớ đầu tiên. Nói đi ạ. Chưa đủ đồ anh ạ. Bây giờ chưa no á? Thôi được rồi. Thế xong rồi đi với anh sẽ đưa mình ra một cái chỗ này. Rất nhiều anh. Rất nhiều đặc sản đường phố. Ẩm thực đường phố Hàn Quốc. Biết chưa ạ? Như một lần rồi mà. Được ạ. Hàn Samita. Hàn Samita. Goodbye. Bye bye. Mình cứ bồi bồi vậy. Kasamita. Kasamita. Nhìn thì giống con lợn nhưng mà thực ra nó là con gà sau khi đã được vặt lông và cho vào nồi. Samgyetang. Sâm gà Tần. Nhắc tới nhân sâm thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay tới đất nước Hàn Quốc. Đúng vậy, nhân sâm Hàn Quốc rất nổi tiếng, đặc biệt là hồng sâm. Ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều sản phẩm được làm từ hồng sâm như kẹo, bánh, dầu gội, xà phòng, vân vân. Nhưng spa từ các nguyên liệu chính từ hồng sâm thì quả là đặc biệt, đúng không nào? Hãy cùng theo chân hai nhân vật của chúng ta để khám phá nơi này, G-Spa. Nếu mà chị đi bên em thì cũng vui, nhưng mà do ngoài trời thì hơi nắng. Nhưng mà không có vị oi bởi vì là rất là mát. Xin 하겠습니다. 상담 도와드리겠습니다. 네. 오늘 예약해 주신 프로그램 알스포티티 비포스 3시간 프로그램 해주시고요. 스파는 푸스카 이용하시고 가족들 마사지까지 얼굴 마사지까지 단기 마사지까지 프로그램 했어요. 마사지 더 다양한 사람이 다리 마사지나 얼굴 마사지까지 헤드 마사지까지 세 가지 전부 받아보실 수 있어요. Em mong là sau khi hút đủ được trong cái máy lai sẽ sang lên một chút. Không sao em. Em đã được. Em chưa chỉ được đâu mà em với em nhiều một bần lắm. Không quá đều người. Ta trưng bày ra thì tức là người ta kiểu như là sản phẩm chủ yếu dành cho làm đẹp và tốt cho sức khỏe làm đẹp là từ hồng sâm. Thế ngồi ngâm chân mà nghĩ nhớ cô anh quá trời. Sáng hai không phải sáng hai chị em cùng đi bộ. Ở tổ chức cô anh đây lớn mà ít nhất kia ông chung rồi kia ông còn được làm đẹp, bây được mua quần áo mới. Bình thường á mình hay đi quay á, đi diễn á. Giống như hệt như hôm nay đi bộ nhiều mà xong rồi được đi spa ngày cuối ngày thì sung sướng cả cuộc đời. Do vì sao mà chị có ý kiến đi spa? Cái gì? Quần mà người ta làm đẹp thì chị nhìn tự nhiên mà đẹp đã mà chị thích nhất là cái lông mi. Có cắm từng sợi. 저희 스파에는 외국 분들이 많이 방문을 해주시는데
외국 분들이 많이 방문하시는 이유는 저희가 홍삼을 사용해서 관리를 도와드리는데 홍삼 오일 같은 저희가 사용하는 홍삼 같은 경우에는 육년근 홍삼으로 가장 좋은 홍삼을 사용하고요. 그런 홍삼을 사용하는 스파는 저희 스파밖에 없기 때문에 외국 분들이 많이 방문을 해주시는 것 같아요. 홍삼을 사용해서 관리를 하는데 홍삼이 건강뿐만 아니라 뷰티에도 좋은 이유는 홍삼에는 사포닌 성분이라는 성분이 많이 들어있는데 그 성분이 이제 혈액순환을 도와줄 뿐만 아니라 피부 미용에도 많이 도움이 되고요. 이제 살균 효과도 있고 안티에이징 효과도 있기 때문에 저희는 홍삼을 이용해서 관리를 진행합니다. 그리고 정관장이 지금 한국에서 생겨서 인기를 얻은 지가 115년 정도가 되었대요. 그래서 저희 스파는 한국인들이 그래서 홍삼을 많이 이용하고 믿고 사용해주는 것 같아요. Đây là phố Đi Hồng Đông, là phố đi bộ nổi tiếng, rất nổi tiếng là Trung Quốc, thánh địa của đồ ăn vặt và mua sắm. Anh đi bao giờ chưa? Anh đi một lần rồi thì anh mới đưa mình đến đây, có gì mà nói đói đưa đến đây rồi nữa. Quả này, đầu tiên là không có, nếu mà mình mua thì người ta sẽ lắp thêm một cái đèn như thế này. Wow. Nhường nhiều chú uống trước. Kia lên kia anh sẽ cho chú một thử thách, chú vượt qua được thì anh cho chú đi một nữa vào. Được chưa? Ok. Ôi sướng quá, em vừa mới đi massage xong ngủ được một giấc, bây giờ chị tỉnh lại rồi. Tỉnh. Quà. Ông lại có quà hả? Quà từ spa. Cái gì đây ta? The signature của họ. Quà nữa chứ. Yêu bộ mỹ phẩm à. Ôi. Chắc là một bộ dưỡng da mini. Mình đi diễn mình hay cần mấy cái này này. Hay chơi bộ của em cao cấp hơn. Hay nhìn chị sang hơn nên là chị được nhiều. Wow. Cái này hình như dưỡng mắt. Dưỡng da, chống ẩm, essence. Ok, 감사합니다. 감사합니다. Địa điểm tiếp theo của hai nhân vật team sang chảnh sắp trải nghiệm đó là nhà hàng Villa The Spacey Restaurant, là nơi hòa hợp giữa yếu tố truyền thống Hàn Quốc và phong cách Pháp, vừa cổ điển, lãng mạn, vừa hiện đại, sang trọng. Điều đó phản ánh trong từng món ăn và không gian bài trí, mang đến cho thực khách những món ăn tuyệt vời nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu về thị giác, vị giác, khứu giác bằng những nguyên liệu có chất lượng tốt nhất. Ăn gì được nhỉ? Ê, mình phải tí nữa mình phải chụp hình lại cho đội kia. Excuse me. Đói quá. Ở đây là toàn tteokbokki thôi em. Ẩm thực Hàn Quốc rất là phong phú và đa dạng. Bỏ ít thôi nhé. Ít thôi nha. Ít thôi. Các bạn thân mến, có một quán trà rất là tuyệt vời tên là Therapy. Therapy. Ừ. Đi. Đi thôi. Ừ. Wow. Thử thách là một cái game rất nhỏ thôi. Cái bông quế nó bé này. Chú phải ăn hết nó trong vòng 30 giây. Nếu mà hết được thì anh sẽ cho chú đi mua mỹ phẩm. Bấm giờ không? Từ từ em cần phải bé lắm.
3 2 1 hết giờ. Hào mộc. No 따라가시면 자기 체질의 컬러가 나오는데요. 예를 들어서 오렌지가 나왔다 그러면 오렌지 중에서 골라드리겠습니다. 오이, 너는 뗀 말 방 못 가. 좋자, 마, 너 tình trạng, 너 tình trạng sức khỏe của mình để mình tích vô á. Xong rồi sau đó, nếu mà mình bị yếu ở đâu á, là người ta sẽ pha một loại trà phù hợp với sức khỏe của mình nhất luôn á. Thật sự đây là một cái lần đầu tiên biết luôn, không biết trả quán trả bao nhiêu lâu rồi ta. Càng tham gia chương trình sau hết một ngày thôi mà tinh thần em tăng lên rồi. Em đang chờ đợi thử thách ngày mai. Em đang chờ đợi thử thách ngày mai. Ngày hôm nay thì em đã được thử thách hết rồi và em cảm nhận là mỗi cái thì đều có một cái hay. Nếu như sáng nay thì mọi người đang tất bật để cùng nhau làm một việc gì đó, nhưng mà tinh thần đồng đội là nhiều lắm đó. Nói chung là khi mà tham gia team ba lô là sẽ có cảm giác rất là đồng đội với nhau. Bây giờ chị sẽ thương đồng đội mình hơn nhiều ấy. Mình đi về đi em đi. Đi thôi, mình sẽ có quà cho Quốc Anh. Ngày hôm nay Quốc Anh cũng nhiều độc lắm rồi, em sẽ phải thả độc cho Quốc Anh thôi. Bao sang mi ta. Con trai đam mê mỹ phẩm kiểu gì? Em chỉ mua một cái thôi. Nên mình dùng chung, còn số tiền kia là mình mua son cho Hòa với cả Ngọc Anh. Con cho Hòa với Ngọc Anh hai cái này được. Con gái thích cái này, son lì. Chắc chưa? Đúng như cái này rẻ lắm. Hòa miễn gì thì đây mấy chị ta dùng màu đỏ thôi. Ngọc Anh không. Sang là Ngọc Anh lấy màu này. 20.000 rồi. Nhắn tin KTO. Ngày đầu du lịch Ba Lô của các bạn đã sắp kết thúc. Xin gửi đến các bạn địa chỉ cuối cùng trong tối nay, một nơi vừa được nghỉ dưỡng, vừa được trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Các bạn hãy di chuyển đến Seonyeom-ji Jongno-gu. Tặng á? Tặng này. Vừa được giảm giá lại còn được tặng thêm bao nhiêu quà nữa. Mình sẽ cho mỗi người một cái. Là đây, cái này là chọn cho Ngọc Anh. Hòa thì Trần chọn màu rồi.
trà. Thế là có 3 bình thì em tặng cho Jun 2 bình, còn anh 1 bình. Cũng được, được. Còn nữa? Đi mua thì mua hàng sale tại vì không có nhiều tiền. Thế là người ta tặng cho mấy cái này nữa. Ui, tôi đắp mặt nạ, tối nay mình cũng đắp mặt nạ. Thực ra là đấy, còn cái bọn mình cùng đắp, bọn mình check in. Yeah. Hết rồi, được đi ngủ rồi. Yeah. Vẫn có thử thách hả? Cô đi ra ngoài thử thách cái gì? Đi ra. Ngoài. Thì một lần rồi. Thôi được rồi. Đấy, bà này hôm nay bà sướng mà, cho em bà biết gì đâu. Cho em bà nhận một cách vui vẻ lắm. Chào các bạn. Chắc các bạn cảm thấy mệt rồi nhỉ? Đúng. Đúng. Tuy nhiên vẫn còn một thử thách các bạn phải vượt qua, đó là biểu diễn một đoạn nhảy của PSY trong bài hát I Love It. Đoạn có bối cảnh giống hệt cho các bạn đang đứng. Là ông ấy quay ở phim này à? Nếu không hoàn thành thử thách các bạn sẽ không được đi ngủ. Cái gì? Em ngủ đứng đi. Cảnh cuối cảnh giống hệt nhưng mà nhảy khác cũng được nhá. Nhảy ở Việt Nam cũng nhá. Vậy là hành trình ngày đầu tiên của Korea khác lạ sang đã kết thúc.당신은 어떤 한국을 여행하고 싶으신가요? 행 trình tiếp theo sẽ có những điều gì thú vị? Các nhân vật sẽ phải trải qua những thử thách gì để vào team sang chảnh? Và ai sẽ vào team ba lô? Anh cứ gọi chị Hoài à? Cô đi đi, cô đi đi. Công ty SM có talent ở đây. Xin mời quý vị cùng đón xem tập 2 của chương trình Korea khác lạ sang. Chương trình do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sản xuất.